Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn học tin học lớp 8, sách giáo khoa kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta sang bài 10A, định dạng năng cao cho trang chiếu. Học bài học này chúng ta sẽ biết được những gì? Chúng ta sẽ biết cách định dạng năng cao cho cái trang chiếu của phần mềm trình chiếu nha, bao gồm là chọn đặt màu sắc, cỡ chữ hài hòa và hợp lý với nội dung, cũng như là thực hiện được các cái thao tác đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang cho trang chiếu. Chúng ta đi vào bài học ha. Trước hết chúng ta sẽ cùng xem một cái bài trình chiếu ngắn về vấn đề bảo vệ môi trường nha. Quan sát cái bài trình chiếu thì chúng ta thấy ở bài trình chiếu này nó có một vài cái đặc điểm rất là nổi trội. Thứ nhất là bố cục rõ ràng. Chúng ta thấy là các cái trang chiếu của bài trình chiếu nó chia ra làm 3 phần. Có trang mở đầu, các cái trang nội dung và trang kết thúc. Với mỗi trang nội dung thì chúng ta thấy có dòng tiêu đề ở phía trên và các cái dòng nội dung ở phía dưới. Bố cục nó rất là rõ ràng ha. Thứ hai là nội dung ngắn gọn. Bài trình chiếu về chủ đề môi trường, do đó chỉ đề cập đến những vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường như là nguyên nhân gây ô nhiễm, các biện pháp bảo vệ môi trường, vân vân. Với mỗi trang chiếu chúng ta thấy không sử dụng quá nhiều các cái dòng văn bản trong đó hết. Với nguyên nhân thì liệt kê các cái nguyên nhân cơ bản, không giải thích dài dòng. Chúng ta thấy nội dung rất là ngắn gọn hết. Thứ ba là trình bày đẹp mắt. Trình bày ở đây bao gồm các cái định dạng văn bản cũng như là sử dụng các cái màu sắc trong trang chiếu. Định dạng văn bản ở đây như là chọn ký chữ, cỡ chữ, phông chữ, màu sắc của chữ, vân vân. Ở đây người ta định dạng rất là hợp lý ha. Còn màu sắc thì được sử dụng hài hòa và làm nổi bật cái chủ đề của cái bài trình chiếu là chủ đề về môi trường. Như vậy chúng ta thấy là để tạo ra được một cái bài trình chiếu đẹp và chuyên nghiệp thì nó đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó cái yếu tố trình bày nó cũng rất là quan trọng ha. Trình bày ở đây là trình bày cái phần văn bản và màu sắc. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học để tìm hiểu phải trình bày cái phần văn bản và màu sắc như thế nào trong cái trang chiếu để có được một cái bài trình chiếu đẹp và chuyên nghiệp nha. Chúng ta đi vào nội dung bài học phần 1, văn bản và màu sắc trên trang chiếu. Trước hết là phần văn bản, chúng ta cùng xem lại các cái trang chiếu về bảo vệ môi trường đây ha. Ở đây chúng ta thấy người ta sử dụng cái phần văn bản rất là ít, rất là ngắn gọn và súc tích. Như vậy cái yêu cầu đầu tiên của cái phần văn bản cho một cái trang chiếu là cái nội dung phải ngắn gọn và súc tích. Ngắn gọn ở đây tức là chỉ nêu ý chính thôi, không nêu chi tiết. Ví dụ nói về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, người ta sẽ liệt kê ra các cái nguyên nhân cơ bản đây, liệt kê ra một cách ngắn gọn nhất có thể, không giải thích dài dòng hết. Yêu cầu thứ hai là không dùng nhiều phông chữ, màu chữ trong một trang chiếu hay là trong một bài trình chiếu. Ví dụ trong cái bài trình chiếu này chúng ta thấy người ta sử dụng thống nhất một phông chữ và một màu chữ ha. Ở đây màu chữ và màu nền người ta sử dụng trong cái bài trình chiếu này nó tương phản với nhau. Màu nền người ta sử dụng màu tối, ví dụ màu đen chẳng hạn, và màu chữ là màu sáng, màu trắng đây ha. Như vậy là các cái dòng chữ này nó sẽ được làm nổi bật lên. Thứ ba là cỡ chữ. Cỡ chữ cho phần tiêu đề thường lớn hơn cỡ chữ cho phần nội dung. Chúng ta thấy phần tiêu đề đây ha, cỡ chữ nó sẽ lớn hơn phần nội dung. Với trang tiêu đề, đây là tiêu đề chính của cả bài trình chiếu, cỡ chữ nó sẽ lớn nhất. Thứ tư là các định dạng văn bản cần thống nhất cho tất cả các trang chiếu của bài trình chiếu. Ví dụ trong cái bài trình chiếu này chúng ta thấy người ta sử dụng phông chữ, cỡ chữ, màu sắc của chữ vân vân. Nó thống nhất cho tất cả các trang. Có như vậy nó mới tạo ra được sự đồng nhất hết. Đây là một số các cái yêu cầu dành cho cái phần trình bày văn bản trong trang chiếu hết. Thứ hai là về màu sắc. Yêu cầu về màu sắc cho trang chiếu. Đầu tiên là chúng ta phải có kiến thức về màu sắc, biết cách phối màu, kết hợp màu sao cho hài hòa với nội dung. Trong bài trình chiếu này, người ta đã kết hợp hai gam màu, gam màu tươi, màu xanh lá và gam màu trung tính, màu đen và màu trắng. Việc kết hợp hai gam màu đó, nó sẽ đem đến cho người xem một cảm giác khá là nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng cũng không kém phần sâu sắc và tươi mới khi mà bàn về vấn đề bảo vệ môi trường hết.
Thứ hai là chọn màu sắc chủ đạo để làm nổi bật chủ đề của bài trình chiếu. Đây là bài trình chiếu về bảo vệ môi trường, do đó chúng ta thấy là không có màu nào là thích hợp hơn cái màu xanh lá để nói về vấn đề môi trường. Do đó xuyên suốt các cái trang chiếu ở đây chúng ta thấy là cái màu xanh lá, màu này đã được chọn làm cái màu chủ đạo cho cái bài trình chiếu này ha. Thứ ba là không sử dụng quá nhiều màu trong một trang chiếu. Việc sử dụng quá nhiều màu trong một trang chiếu nó sẽ làm rối mắt và gây mất tập trung nha. Chúng ta thấy trong các cái trang chiếu này người ta chỉ sử dụng tối đa là 3 màu, màu xanh lá, màu trắng và màu đen ha, không quá nhiều màu ha. Thứ tư là màu nền và màu chữ phải tương phản với nhau. Chúng ta thấy ở đây màu nền là màu tối thì màu chữ ở đây là màu sáng ha, nó tương phản với nhau. Như vậy nó sẽ làm nổi bật cái dòng chữ lên. Người xem người ta sẽ dễ dàng đọc được các cái dòng chữ trên trang chiếu ha. Đây là những cái yêu cầu cho cái phần màu sắc của trang chiếu nha. Tìm hiểu sâu hơn một chút về màu sắc thì chúng ta biết là màu sắc nó có rất là nhiều loại màu. Nhưng mà gom lại thì người ta sẽ chia ra thành các cái gam màu, và mỗi gam màu thì nó sẽ có một cái ý nghĩa hay là nó đem lại một cái cảm giác khác nhau nha. Đây là các cái gam màu cơ bản ha. Gam màu nóng, ví dụ như các cái màu vàng, đỏ, cam, vân vân. Gam màu này thì nó sẽ đem lại cảm giác hoạt bát hoặc là năng nổ. Đối lập với gam màu nóng là gam màu lạnh. Gam màu lạnh như là các cái màu xanh, màu tím, màu xám, vân vân. Với gam màu này thì cảm giác đem lại là cảm giác hiền hòa, lắng dịu. Gam màu ấm, đây các màu này, cảm giác là gần gũi và ấm áp. Trong khi gam màu mát, các màu này nó sẽ đem lại cảm giác sảng khoái và dễ chịu. Còn gam màu tươi là các màu này, nó sẽ đem lại cảm giác trẻ trung và tươi tắn. Những gam màu trung tính là các cái màu này, cảm giác đem lại là lịch sự và nhẹ nhàng. Chúng ta hiểu về màu sắc, biết được ý nghĩa của nó, cảm giác mà nó đem lại thì chúng ta sẽ sử dụng đúng cái màu cho cái trang chiếu của chúng ta ha, đem lại cái hiệu quả cao hơn trong cái việc truyền đạt những cái nội dung cũng như ý nghĩa mà chúng ta muốn mang lại trong cái bài trình chiếu. Tóm lại, để có một cái bài trình chiếu đẹp và chuyên nghiệp thì chúng ta phải lưu ý đến cái phần trình bày văn bản hay là phần định dạng văn bản. Chúng ta phải định dạng văn bản sao cho nó phù hợp. Phù hợp ở đây tức là cái phần văn bản trên trang chiếu nó phải được định dạng sao cho màu sắc cỡ chữ hài hòa hợp lý với nội dung. Thì có định dạng phù hợp như thế này thì nó sẽ giúp đem lại hiệu quả cao trong cái việc truyền đạt nội dung trình chiếu nha. Đây là vài ví dụ về các cái bài trình chiếu có cái phần định dạng văn bản đẹp, ví dụ như bài trình chiếu này, hay là bài trình chiếu này, hoặc là bài này. Chúng ta thấy trong các cái bài trình chiếu này, cái phần định dạng văn bản nó rất là phù hợp ở đây tức là màu sắc, kiểu chữ, cỡ chữ nó hài hòa hợp lý với nội dung trình bày ha. Câu hỏi của phần 1, em hãy chọn phương án đúng. A. Văn bản trên trang chiếu càng ngắn gọn súc tích. B. Văn bản trên trang chiếu càng chi tiết đầy đủ càng tốt. C. Sử dụng càng nhiều màu sắc cho văn bản trên trang chiếu càng giúp người nghe tập trung. D. Sử dụng nhiều loại phông chữ cho văn bản trên trang chiếu sẽ thu hút được sự chú ý của người nghe. Đáp án của chúng ta là A nha. Trong trang chiếu chúng ta nên trình bày văn bản một cách ngắn gọn và súc tích nhất có thể ha. Chúng ta sang nội dung thứ hai của bài học, số trang, đầu trang và chân trang. Cũng giống như trang văn bản thì trên trang trình chiếu chúng ta có thể thiết lập đầu trang, chân trang cũng như là đánh số trang cho các cái trang trình chiếu nha. Với trang trình chiếu thì chúng ta có hai chế độ hiển thị. Thứ nhất là hiển thị cái trang chiếu, người ta gọi là slide. Đây là cái chế độ hiển thị trang chiếu, tức là hiển thị nội dung của trang chiếu thôi ha. Với cái chế độ slide này thì chúng ta có thể thiết lập cái phần chân trang. Đây, ở đây nha. Nội dung cho cái phần chân trang này có thể là thời gian trình chiếu, cũng có thể là tên người trình chiếu, tên công ty, tiêu đề bài trình chiếu, vân vân. Chúng ta nhập vào đây. Còn đây là số trang. Thứ hai là chế độ hiển thị Notes and Handouts, tức là ở đây nó hiển thị cả cái phần trình chiếu slide và cái phần chú thích Notes and Handouts. Với cái chế độ hiển thị này thì chúng ta có thể thiết lập cả cái phần đầu trang ở phía trên này và phần chân trang ở phía dưới. Nội dung đầu trang chúng ta nhập vào đây, chân trang thì chúng ta sẽ nhập vào đây.
Còn đây là thời gian trình chiếu, số trang nó sẽ nằm đây. Cách đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang trong cái trang chiếu chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta vào cái thẻ insert đây ha. Trong thẻ insert nó có cái phần header and footer đây. Chúng ta vào header and footer. Đây là cửa sổ để chúng ta thiết lập cái phần đầu trang và chân trang. Với cái chế độ slide thì chúng ta chỉ thiết lập được cái phần chân trang thôi ha. Nội dung bao gồm thiết lập ngày tháng, số trang cũng như là nội dung cho cái phần chân trang. Với chế độ hiển thị Note and Handout, chúng ta vào cái tab Note and Handout để thiết lập nha. Bao gồm ngày tháng, số trang, nội dung cho cái phần đầu trang và nội dung cho phần chân trang. Chúng ta sang nội dung thứ ba của bài học, thực hành tạo bài trình chiếu cho lễ ra mắt câu lạc bộ tin học. Nhiệm vụ của bài thực hành là chúng ta sẽ tạo một cái bài trình chiếu mới, nhập nội dung cho cái bốn trang chiếu theo mẫu trong hình 10A.3. Đây là bốn trang chiếu mà chúng ta sẽ nhập vào cho cái bài trình chiếu của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện các yêu cầu định dạng văn bản trên trang chiếu, đặt màu sắc, cỡ chữ hài hòa và hợp lý với nội dung, đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái nhiệm vụ này nha. Bước A, khởi động phần mềm và nhập nội dung. Chúng ta sẽ khởi động cái phần mềm trình chiếu PowerPoint đây ha. Sau đó tạo mới một cái trang chiếu. Trang chiếu mà chúng ta tạo ra nó có sẵn một cái trang đầu tiên là trang tiêu đề đã rồi ha. Title slide, trang tiêu đề nha. Chúng ta sẽ thêm ba trang chiếu nữa ha. Chúng ta vào new slide đây. Chọn ba trang chiếu. Trang chiếu chúng ta thêm vào là trang title and content, tức là bố cục của nó gồm có tiêu đề và nội dung. Rồi, chúng ta đã có đủ bốn cái trang chiếu đây rồi ha. Chúng ta nhập nội dung cho các trang chiếu nha. Sau khi đã nhập nội dung xong, chúng ta sang bước B là định dạng văn bản. Định dạng ở đây là chúng ta sẽ thực hiện chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, màu sắc của chữ cũng như là thực hiện các cái căn lề trái phải, căn giữa vân vân. Chúng ta sẽ thực hiện các cái định dạng theo như cái yêu cầu của bài thực hành nha. Tiếp tục chúng ta sang bước C, đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang. Chúng ta vào thẻ insert đây ha. Trong nhóm lệnh test chúng ta chọn header and footer. Đây là cửa sổ header and footer. Chúng ta vào cái tab slide ha. Chúng ta chọn thêm ngày tháng đây nha. Đây là ngày tháng trình chiếu. Slide number, số trang. Nội dung cho phần chân trang chúng ta nhập vào đây là câu lạc bộ tin học hết. Don't show on title slide, tức là những thông tin này nó sẽ không hiển thị ở trang đầu tiên, trang tiêu đề nha. Sau đó là apply to all đây. Đây ha, các cái thông tin nó hiển thị ở phần chân trang đây ha.
Rồi, à, như vậy là chúng ta đã thực hiện xong việc đánh số trang, thêm đầu trang và chân trang cho cái bài trình chiếu của chúng ta hết. Chúng ta sang bước cuối cùng của bài thực hành, bước D, hoàn thiện bài trình chiếu và lưu tệp. À, chúng ta sẽ vào cái thẻ design để chọn một cái mẫu định dạng có sẵn cho cái bài trình chiếu của chúng ta nha. À, chúng ta chọn cái mẫu mẫu này đây ha. Rồi, à, như vậy là cái bài trình chiếu của chúng ta bây giờ đã theo một cái mẫu định dạng có sẵn của cái phần mềm trình chiếu. À, chúng ta sẽ thực hiện thay đổi một số cái định dạng văn bản cho phù hợp với cái mẫu định dạng mới này nha. Rồi, à, chúng ta vào đây để lưu cái tệp tin ha. À, chúng ta đặt tên cho cái tệp tin là lễ ra mắt câu lạc bộ tin học. À, chúng ta vào thẻ view để xem lại các cái trang chiếu mà chúng ta đã tạo ra. Đây, bài trình chiếu của chúng ta gồm có 4 trang chiếu này ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài thực hành. Tiếp tục bài học, chúng ta sang phần luyện tập. Yêu cầu của phần luyện tập, em hãy chọn phương án sai trong các phương án sau. A. Đầu trang và chân trang có thể được định dạng phông chữ, cỡ chữ, màu chữ khác nhau. Phương án này là sai nha. Với các cái thông tin mà đưa vào đầu trang và chân trang thì cái định dạng phông chữ, cỡ chữ, màu chữ là nó như nhau. Câu B, có thể bỏ phần đầu trang và chân trang khỏi trang chiếu tiêu đề. Phương án này là đúng. Câu C, có thể tự động cập nhật thời gian vào thông tin ở đầu trang và chân trang. Phương án này cũng đúng. Câu D, những thông tin lựa chọn và nhập vào cửa sổ header and footer được tự động áp dụng cho tất cả các trang chiếu trong bài trình chiếu. Phương án này cũng đúng. Như vậy đáp án của chúng ta là đáp án A. Đây ha. Chúng ta sang phần cuối cùng của bài học, phần vận dụng. Yêu cầu của phần vận dụng, em hãy tạo bài trình chiếu giới thiệu một nội dung tin học mà em chọn. Ví dụ, giới thiệu một ngôn ngữ lập trình, giới thiệu về bảng tính điện tử, vân vân. Để trình chiếu trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ tin học của trường, hãy vận dụng kiến thức và kỹ năng đã biết để chọn đặt màu sắc, định dạng văn bản, trình bày các cái trang chiếu hài hòa hợp lý với nội dung, đánh số trang, thêm đầu trang, chân trang, vân vân. Như vậy là yêu cầu của phần vận dụng là chúng ta sẽ tạo một cái bài trình chiếu. Ở đây chúng ta sẽ chọn cái nội dung là giới thiệu một ngôn ngữ lập trình Scratch nha. Và cái bài trình chiếu của chúng ta sẽ gồm có 5 cái trang chiếu như thế này. Đây ha. À, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái yêu cầu của phần vận dụng này ha.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong tất cả nội dung của bài học 10A, bài về định dạng nâng cao cho trang chiếu. Chúng ta kết thúc bài học tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài học. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến bài học thì hãy để lại comment ở bên dưới. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like, share hoặc là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ chương trình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.